400.000 euro từ trên trời rơi xuống giúp cặp vợ chồng trẻ Tom và Anna đổi đời, nhưng lại khiến họ vào tầm ngắm của một tên trộm vô cùng nguy hiểm. Vật đen bỗng dưng biến thành vật đỏ, nhưng lại trở thành vật đen. Họ sẽ phải đấu trí với tên trộm ra sao? Cùng đón xem trong Người Tốt trên kênh Cinemax.